Trong đêm hội thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch, đàn kiện thứ biểu diễn hai ca khúc Chờ đợi trong vô vọng và Say mê. Anh cũng gửi lời chúc thất tịch vui vẻ đến mọi người trong cả ba thân phận, Tường Liễu, Phòng Phong Bội và đàn kiện thứ. Sau buổi biểu diễn, đàn kiện thứ đã có buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ. Hôm nay là ngày kết thúc trường tương tư, nên tôi mở livestream để nói chuyện với các bạn, xem các bạn xem phim đến đâu rồi, có cảm nhận gì không? Thất tịch vui vẻ, thất tịch vui vẻ. Mọi người xem xong trường tương tư phần 1 chưa? Đều xem xong rồi à? Chuẩn bị xem phần 2 sao? Rất cảm ơn mọi người đã yêu thích trường tương tư của chúng tôi. Cũng rất cảm ơn mọi người đã yêu thích Tường Liễu, Phòng Phong Bội. Các bạn thích Tường Liễu hơn hay Phòng Phong Bội hơn? Đều thích à? Hào phóng hơn tôi đấy. Trả lời chẳng dứt khoát chút nào cả. Không sợ khóc, không sợ khóc. Cứ mạnh dạn xem thôi. Không sao đâu. Khóc rồi thì lau nước mắt đi. Ngày hôm sau là không sao nữa. Đừng sợ, đừng sợ. Các bạn nghĩ xem phim sẽ thấy trong phim nhiều kiếp nạn. Vậy thì cuộc sống ngoài đời của chúng ta dễ chịu hơn rồi. Phần 2 còn Tương Liễu không? Bạn thấy sao? Các bạn mong tôi chết vậy sao? Có thể vắng tôi sao? Thật là Tương Liễu đang sống rất tốt mà. Đừng khóc. Không chết đâu. Có chết đâu. Sắp bị các bạn khóc đến chết thì có. Tôi cũng rất mong đợi phần 2 lên sóng. Tôi cũng sẽ cố gắng nghe ngóng tin tức. Có tin tức nào mới sẽ quăng cho các bạn cùng hóng. Thật ra tôi đã lồng tiếng phần 2 rồi. Trong quá trình lồng tiếng cũng rất xúc động. Gần đây tôi đang trong đoàn quay phim. Nhiều người hỏi Bóng và Ngốc. Chúng cũng ở đoàn phim với tôi. Không phải ngày nào cũng ở bên nhau sao? Mấy hôm trước tôi có dạy chúng cưỡi ngựa ở trường quay. Bình thường cũng dạy chúng xem kịch bản, sau đó dạy chúng viết chữ, dạy chúng nói chuyện, dạy chúng học những thứ thú vị. Lúc cưỡi ngựa chúng rất căng thẳng. Vì thế không biết chuyện cưỡi ngựa chúng có học được hay không, nhưng cảm thấy kịch bản chúng có thể hiểu. Tôi muốn thông báo với các bạn một tin vui, đó là tôi chuẩn bị ra mắt một album mới, hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người. Concert. Tôi nghĩ đợi chuẩn bị xong các ca khúc, tìm thời gian thích hợp. Nếu không bận thì sẽ có thể chuẩn bị cho concert. Các bạn cứ học thuộc ca khúc ra mắt trước đi. Đến lúc concert chúng ta sẽ cùng hát. Các bạn cứ học trước đi. Chúc mọi người thất tịch vui vẻ. Ai chưa xem xong phim thì dành chút thời gian xem nốt. Xem xong rồi thì xem lần 2 để đợi phần 2. Tôi nghĩ với tư cách một diễn viên, bản thân bỏ ra thời gian dài như vậy nhập vai, cùng với sự góp sức của biết bao người trong một tác phẩm, có thể được mọi người yêu thích, được mọi người nhìn nhận, tôi nghĩ đây là điều hạnh phúc nhất với diễn viên chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người đã yêu thích. Vậy hôm nay dừng ở đây nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Thất tịch vui vẻ.